đình xưa làng biển. Anh thơ anh một góc trời những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sóng. Gửi vào đây, vào đây vui buồn người Việt. Gửi vào đây, hồn người Việt đâu chúc mai dân bình, đâu giang ai ưa nhìn, đóng lòng tôi câu hát người xin. Ơi vút cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Thuở bình minh. Vừa rồi là ca sĩ Tùng Dương, một giọng ca trẻ đến từ Hà Nội. Vâng, sẽ vẫn như các chương trình sau hôm khác, hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời, đó là anh Đẩu. Vâng, xin chào anh Đẩu. Anh có nhận xét hoặc là đánh giá gì về phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương trong đêm hôm nay? Đầu tiên thì xin rất cảm ơn câu hỏi của anh Long Quân. Theo đánh giá của tôi thì ca sĩ Tùng Dương có một cái phong cách biểu diễn nó có một cái gì đó nó hơi man man, và có rất nhiều chỗ nó rất ra, hơi mang phong cách nhạc ra phải không ạ? Không, tôi mới nói ở đây là ra diết. Anh ta có một giọng hát và có một phong cách biểu diễn mà tôi chưa từng gặp ở bất kể một ca sĩ nào từ trước đến nay. Cụ thể nó là như thế nào ạ? Các ca sĩ khác ấy, khi họ biểu diễn thì trông mồm họ trúng chím xinh lắm cơ, nhưng mà cái đáng nói ở đây tức là xin lỗi, khẩu hình của họ là chữ O, nhưng khi âm thanh phát ra nó lại là chữ A. Còn bạn Dương của chúng ta ở đây ý, thì khẩu hình là chữ A nhưng âm thanh phát ra nó lại là chữ A. Cái này thì có thể khẩu hình hơi đi sau lời hát một chút. Người ta gọi cái đấy là hát lip sync. Đúng rồi, lip sync. Thế anh thấy sao ạ? Tôi thấy Tùng Dương là một ca sĩ trẻ, cho nên giọng hát của anh ta rất khỏe. Thế nhưng mà đôi lúc tôi có cảm thấy là trong khi lấy hơi ấy, tôi thấy anh ấy cứ... Vâng, nhưng mà chúng ta đang bàn về một vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm. Nhưng theo quan điểm của tôi là như vậy. Vâng. Vấn đề này chúng ta có lẽ là phải nghiên cứu thêm. Ôi giời ơi Đẩu, cái gì đấy? Hôm nay là ngày các táo về chầu, ông không nhớ à? Này Tào, đang ghi hình giao lưu sao hôm. Hôm mới khuya cái gì? Này, về ngay, Ngọc Hoàng đang đợi đấy. Hả? Về ngay, về muộn là bị trừ lương chứ. Ngọc Hoàng đang đợi à? Nhanh lên. Chờ một chút. Có lẽ là xin phép quý vị khán giả để lúc khác tôi phải đi chạy show. Anh ơi, có lẽ là xin phép để lúc khác, vội lắm nhá. Thôi để. Ui giời, tôi đi về. Dạ, xin phép anh nhé, anh thông cảm nhá. Đi về. Ờ thế nhưng mà chúng ta đang đang cái gì mặc sát anh? Sao ông không giúp tôi? Lại còn đi lung tung để tôi... Để vừa phải thôi nhá. Nhịn suốt từ nãy đến giờ rồi nhá. Bao nhiêu việc phải chuẩn bị, ông để tôi làm một mình. Trời mệt mỏi. Trời ơi, này, cái đứa nào 4 giờ sáng hôm qua vẫn còn lang thang trên mạng để mà game online? Thế ai rủ tôi đi đánh nhím trước? Này, cái loại đẳng cấp kém mà phải luyện thêm nữa em ạ. Này, tối nay lên mạng. Dạ. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lại thi tha thi thụt, lại game online phải không? Dạ. Ta lắp cái ADSL là để theo dõi cái tình hình ở hạ giới nó như thế nào. Dạ. Chứ không phải để cho các ngươi chơi game em online đâu nhá. Dạ. Bọn thần cũng chỉ... Mà này, chơi gì thì chơi, phải có mức độ. Chứ không phải là quên ăn quên ngủ rồi bỏ bê việc triều chính. Ơ dạ đâu ạ, bọn thần vẫn làm ăn ngủ bình thường. Trời ơi, người không ra người, ngợm không ra ngợm kìa. Mà này, tại sao năm nào các táo lên chầu cũng muộn thế này hả? Các táo còn đang mải tập trung nhau lại để cùng giải quyết cái vụ gà chấu đấy ạ. Sao lại gà chấu? Dạ bẩm, có nhiều người lợi dụng chính sách hỗ trợ đền bù, họ chôn chấu mà vẫn đòi tiền gà. Thế nếu mà như thế thì làm sao mà các táo lên chầu được? Dạ thôi, có lẽ để thần thử gọi điện xem sao ạ. Alo Dục à, biết bây giờ là mấy giờ rồi không ạ? Alo Tế ơi, Tế ơi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không... Alo! Ôi dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mất sóng ạ. Ở thiên đình mà cũng mất sóng à? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tại năm vừa qua các mạng di động ở dưới hạ giới cứ đánh nhau liên tục cho nên là gây ra hiện tượng nghẽn mạng ạ. À. Dạ. Thế nếu không liên lạc được thì làm sao mà gọi họ lên đây? Dạ khởi bẩm, dạ. Họ không lên thì mình xuống ạ. Tại sao mình lại phải xuống? Họ phải lên đây cháu. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng hạ thần. Dạ hạ thần muốn nói là nhân dịp này Ngọc Hoàng hãy đi vi hành một lần. À, nghe cũng được. Dạ à, lâu lắm rồi ta cũng không xuống dưới hạ giới. Thích quá Du Xuân à. Du Xuân, Du Xuân, đi đến đấy à. Du Xuân, Du Xuân, đi mà Du Xuân sao... Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ bẩm Ngọc Hoàng, đi Du Xuân thì phải ăn mặc đẹp chứ à. Ai ăn mặc như thế này ạ? À? Thôi được rồi, ta thay. Có thế chứ. Dạ. Nào. Đi. Đâu thế này? Dạ. Mà này, ở đây có chuyện bóc lột lao động đấy. Dạ đâu có à? Lại còn đâu có à? Kia kìa, cứ lau đi lau lại cái cột inox sáng bóng cả lên. Mà tại sao lại để cho người lao động ăn mặc hở hang như thế? Dạ đấy là cơ trưởng đang bay đấy à? Dạ vâng ạ. Bay cái gì mà bay? Hay là mấy cái cô kia bị đau bụng thì mới quằn quại như thế? Mà mấy cái cậu thanh niên thì thấy người ta đau bụng mà không giúp đỡ lại còn vỗ tay. Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, dạ có lẽ chúng ta vào nhầm động lắc rồi ạ. Này, cái tình hình này mà không chỉnh đốn kịp thời thì hỏng cả một thế hệ thanh niên mất, rời khỏi chốn này ngay. Tại sao mọi người lại nhìn mình say đắm thế? Dạ bẩm, đấy là do họ tưởng là ba chúng ta mới trốn viện ra đấy ạ. Ăn mới chả nói. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, hay có lẽ ba thầy trò mình vào một tiểu quán nào đó nhâm nhi chút đỉnh rồi tính kế hoạch tiếp ạ. Dạ bẩm, dạ không uống rượu chè gì đâu ạ. Dạ chúng ta đi uống cà phê thôi ạ. Cà phê ạ? Ta đi. Ô, quen lắm nè, đoàn cái lương mới về. Công nhận nha, chú cũng đẹp, chú này cũng đẹp, chú này cũng đẹp, ai 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 cũng đẹp. Con mê cái lương lắm chú ơi. Chú đánh giùm con đôi dài hả chú? Chú ơi, chú đánh dài đi. Con nói mấy chú nghe, hoàn cảnh con tội nghiệp lắm. Gia đình con nghèo, cha mẹ con đông lắm. Hồi đó hả, gia đình con cũng mê cái lương lắm. Má con mê cái lương, là ba con mê cái lương, ông nội, ông ngoại, bà cả họ cháu mê cái lương. Dạ đúng rồi, cả họ mê cái lương. Con cũng mê cái lương nữa. Hồi đó con làm trong đoàn cái lương, con kéo dây cho người ta Dubai ăn kiếm á. Cái hồi đang kéo bay ngon lành, cái con mũi đậu vô chân con, đập con mũi, con thả cái dây, nó té xuống chấn thương cuộc sống, cái đuổi con ra khỏi đoàn. Đánh đi.
Ui, đúng hàng rồi. Cái vậy mà mặc đồ đẹp quá. Ui, phát đi, phát đi. Ui, sơ. Yes, yes, sir. Bây giờ thế này, dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bây giờ cứ ngồi yên ở đây để các thần đi ra một lát. Nhớ là phải ngồi yên ở đây, không được đi đâu cả. Và tuyệt đối không được trò chuyện với người lạ nhé. Trời ơi, tao đầy đủ hết rồi. Giấy tờ tao đầy đủ rồi mà sao không ký? Làm gì kỳ cậu kia? Thiệt tình. Trời à, làm ăn kiểu này làm sao? Này, ông có cái chuyện gì bức xúc lắm hả? Trời ơi, cái chuyện chuyện hộ khẩu rắc rối quá. Hộ mệt. Khẩu à? Ừ. Hộ khẩu là gì? Hộ khẩu là hộ khẩu mà không biết hả? Cái chuyện nhà cửa của ông ấy, ông có thể cho tôi đi xem một chút được không? Không có được anh ơi, nó rắc rối lắm. Anh vô đó xem mà không có biết gì đâu, xem tùm lum hết á. Trời ơi, rắc rối lắm, xem không giải quyết được gì đâu. Tôi nói thiệt, thôi. Này, nhưng mà tôi cũng đang có cái chuyện bức xúc về nhà cửa. Anh cho tôi đi tôi thực tế một chút. Tội nghiệp, cũng bị bức xúc cái đó hả? Nhưng mà nó rắc rối lắm. Dù ba có hộ khẩu một kiếp, mấy năm trời, lúc tôi chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược, tôi làm còn không xong. Anh vào cũng đó không có giải quyết được gì đâu. Không, anh xin lỗi, nghe điện thoại. Cái gì nữa? Nè, tôi nói cho ông biết nghe. Ha? Chỉ vì tôi muốn thằng con tôi đi học, ha? Cho nên tôi mới làm ba cái vụ hộ khẩu này. Ha? Còn riêng bản thân tôi nè, có hộ khẩu hay không có hộ khẩu, tôi không cần. Nha. Mệt ghê. Thôi tôi đi nha, xin phép. Anh cho tôi đi thực tế một chút. Không có được đâu, anh ơi. Tôi vào đó tôi còn giải quyết không xong. Anh vào rồi, ta tưởng tôi giống anh nữa rồi. Không ai giải quyết cho tôi nữa, thôi mệt anh, lắm. Anh cứ cho tôi đi theo. Không, rắc rối lắm mà tôi được không? Này, làm cái gì đấy hả? Làm gì đấy? Bình tĩnh. Yeah. Anh cứ cho đi đấy. Này. Hắn ấy đang gặp rắc rối về thủ tục hành chính. Ta muốn đi thị sát xem thế nào. 7 triệu, 10 triệu được, anh lo được mà. Rồi. Nhưng anh ơi, shop nào? Anh cho em. Ở cái shop đó quần áo đẹp em. Rồi, được. Thôi, anh ra sớm mà, anh sắp xếp, cơ quan này kia rồi, anh ra rồi anh qua mà. Thì em cứ việc làm mặt anh làm gì vậy? Anh có biết đây là cơ quan tôi đang nói chuyện liên hệ công tác mà anh tắt điện thoại là sao vậy? Dạ, ai cho phép anh vậy? Dạ anh thông cảm, mà tôi xin lỗi anh, tại vì tôi công việc tôi thời gian cũng không có. Tôi tới đây tôi nộp cái hồ sơ để tôi xin nhập hộ khẩu anh. Đưa hồ sơ đây. Dạ. Chỗ cơ quan người ta mà tùy tiện vô là muốn dạ, làm gì làm à? Ở bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em sống ở đây 15 năm rồi anh. 15 năm rồi hả? Dạ lâu lắm mà không xin được hộ khẩu anh ơi. Khổ quá. Hồ sơ em sạch sẽ lắm mà không có dơ đâu anh. Vũ anh. Sếp, họ đang chơi trò vờn nhau theo kiểu Tom và Jerry đấy. À, bây giờ anh muốn giải quyết cái khoảng trống này sao đây? Nè, coi nè. Đó, có cái giấy tờ vô đây. Quan trọng cái móc xích này nè. Đó, nó móc lại. Nó móc lại là cái giấy tờ này nó sẽ dính giấy tờ này, là giấy tờ mình thông là mình nhập hộ khẩu được. Tưởng anh nói cái gì chứ bao thơ đây. Đó. Một sắp luôn giày này, đây. Rồi, bây giờ anh cứ việc về nha, rồi mai anh tới lấy giấy nha. Dạ, anh đưa ship. Nè, có thơ nè. Dạ, thưa sếp. Sếp với cả anh Tào đi đứng thế nào mà gọi điện suốt từ nãy đến bây giờ mới xuất hiện là thế nào? Ê, có cái việc gì mà ngươi gọi ta từ Sài Gòn ra Hà Nội hả? Dạ, thưa sếp, em gọi sếp ra đây là để thầy trò mình cùng làm thám tử ạ. Nói thật với các anh là chúng tôi cùng chung một khu nhà. Dạ. Độ hơn một tháng nay thì có những chuyện xảy ra mà chúng tôi không thể nào giải thích nổi. Vâng ạ. Nói luôn, nói ngay. Nào, dạ. Tối hôm qua có hai người ngã cầu thang gãy tay. Vâng. Mình lạ một cái là ngã cùng một chỗ mới gãy tay phải cả. Đèn buổi đêm đang sáng bỗng nhiên tắt vụt.
nước đang chảy bỗng nhiên dừng đột ngột. Nửa đêm đèn lại sáng, nước lại chảy tô tô. Ui nơm nớp lo sợ bác ạ. Mình sợ lắm. Em nghe nói nhá, cái khu nhà mình đang ở bây giờ ấy là xây trên nền đất nghĩa địa. Này, tôi ấy, nhiều người bị ngã cùng một chỗ và cùng bị gãy bên tay phải là do cầu thang chỗ đó bị hỏng mà lại không có thiết bị chiếu sáng. Chính xác. Còn tại sao nước từ trong tường nó lại tứa ra ấy mà? Đấy là do vữa của khu nhà đó cát nhiều hơn xi măng, cho nên gặp trời hanh khô, nước mưa có sẵn từ trong đó mới được dịp oã ra. Thế này còn cái mùi hôi hôi nó ở đâu ra? Đấy là mùi bể phốt. Ôi dồi ôi. Giật nước ở tầng dưới nhưng lại tầng trên ngửi thấy, bọc bọc. Đúng chưa nào? Ôi dồi ôi. Đúng rồi, rồi. Này 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 này, tại sao các người gặp những chuyện gì khó chịu là cứ kêu rời toáng lên như thế? Khổ quá thì phải kêu chứ sao? Ấy, kêu xả ra đỡ. Thôi bình tĩnh. Nhà mấy người này đã bị giải tỏa. Dạ vâng. Và đã bị chuyển về một nơi ở mới mà xã hội vẫn thường gọi là khu tái định cư ấy ạ. Dạ vâng ạ. Này, tái định cư là gì? Theo định nghĩa của giới xây dựng thì nhà tái định cư là nhà xây nên không phải là để bán mà là để cấp cho những người trong diện giải tỏa và đền bù. Cho nên người sử dụng phải hết sức nhẹ nhàng đối với loại công trình này. Phải nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa, nếu không tất yếu sẽ xảy ra những hiện tượng như vừa rồi ạ. Ôi trời ơi, thế thì sập nhà ở là một cái. Mọi người bình tĩnh, đừng yên tâm. Bình tĩnh. Cái việc mà trần nhà nứt như là trúng bom, điện nước lập lờ như thời chiến, rồi thì nhà lún như là động đất chỉ là bình thường thôi. Sao lại bình thường được ạ? Biết tháp nghiêng không? Sao? Tháp nghiêng pyjama ấy. Nghiêng thế mà đổ đâu nha. Không những thế mà còn được là kỳ quan của thế giới ấy chứ. Các người mà sống trong những tòa nhà nghiêng theo kiểu như thế mà không khéo còn được lên chương trình Những Chuyện Lạ Việt Nam. Mà này. Mà yên tâm đi. Quan trọng ấy là các người đã sống ở những căn nhà tái định cư rồi thì không lo gì bị giải tỏa nữa. Đúng rồi, bởi vì còn giải tỏa vào đâu nữa này. Giải tỏa thế ở nhà chín định cư. Ôi giời, may quá. Gặp được anh đây nói vừa rõ ràng vừa dễ hiểu. Vâng ạ. Chứ chúng tôi lên ban quản lý nhà hỏi ấy, họ chỉ sang chủ đầu tư. Đúng rồi. Rồi chỉ sang bộ phận giám định công trình. Ôi giời ơi, chỉ xuôi chỉ ngược. Mỗi nơi nói một kiểu. Mà nhá, không ai chịu trách nhiệm gì cả. Chả ai chịu trách nhiệm. Đấy, gặp được anh ở đây chúng tôi lại yên tâm đấy. Các bác giải thích từ nãy giờ là chúng tôi là đã vỡ ra được nhiều điều. Không mà vỡ tan tành ra ấy chứ. Vỡ tơi bời. Thế thôi thì cảm ơn các bác. Và đã giải thích người dân chúng tôi. Dạ vâng. Chả có tí gì quản nước. Thôi. Các bác nhá. Chết thật thôi. Xây nhà cho dân ở mà làm ăn như thế à? Dạ, khải bẩm Ngọc Hoàng. Ấy thế mà anh Táo xây dựng vẫn liên tục trúng thầu những công trình xây dựng. Hết công trình nọ đến công trình kia. Dạ. Hay là... Dạ, kính mời Ngọc Hoàng đến những căn nhà đó ở thử vài hôm. Không. Mà này, các ngươi gọi ngay Táo xây dựng lên gặp ta. Dạ, vâng ạ. Sao mà lại mệt mỏi thế? Này, hay là tranh thủ làm tí đi. Ừ. Báo xây dựng xin vào chầu à. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tấn à. Anh Nam Tào, anh bắt đầu. Ngọc Hoàng đâu? Anh Táo xây dựng. Này, Táo xây dựng. Nói lại, vừa nói cái gì đấy? Tuế hay tấn?
Ôi đúng rồi, bệnh nghề nghiệp. Tại vì thần cứ suốt ngày phải cặm cụi tính toán làm sao rút được vài trăm tấn sắt thép vào mỗi công trình. Thế nên là ăn cũng thép, ngủ cũng thép, bây giờ vào chầu cũng thép. Thế năm nay có cái gì đặc biệt mà thần lại được vào chầu sớm thế ạ? Thiên đình đang định cho đấu thầu mấy cái nhà chung cư cho các tiên nữ. Ôi hay quá. Đúng, đúng. Bây giờ xu thế là phải xây chung cư. Ý thần là thế này, thiên đình nên đập hết đi, xây hẳn chung cư 20 tầng. Thần cứ làm sơ sơ là 6 cái cọc thép này. Rồi đã làm cái gì đâu mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện rồi. Đương nhiên là lại đến tay thần. Thôi này, nếu đã cùng một công đập thì mình xây hẳn luôn 100 tầng luôn. Làm gì thì làm, nhưng phải tính toán cho nó kỹ. Chứ làm một mình, ăn một mình, không khéo á là phải đấu thầu nghiêm túc đấy. Anh Nam Tào, anh bắt đầu. Tất nhiên là chúng mình phải liên minh chặt chẽ và khăng khít chứ. Anh không phải lo nhá. Chặt chẽ và khăng khít. Có anh thiết kế thì mới có anh thi công. Đúng không? Tôi nói như thế đúng không? Đúng. Thôi thế thì cái việc chỉ định thầu xây chung cư cho tiên nữ coi như xong. Xong rồi đấy. Chiều nay lúc mà họp hết ý, thì gặp riêng hai anh để chúng mình hiểu nhau. Môi hở, răng lạnh, máu chảy, ruột mềm. Một con ngựa đau nhá, cả tàu. Thôi ăn cỏ. Nói đúng sao? Đấy. Cái gì? Ngựa cái gì thế? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đã cho đúc một con ngựa bằng thép nặng 9.999 tấn để tặng Ngọc Hoàng. Dạ, con ngựa ấy mà đặt trước cổng thiên đình thì sẽ thêm phần uy nghiêm và tráng lệ. Dạ, thần sẽ cho quay ngang con ngựa ra. Mọi người mà đi qua muốn vào thiên đình phải chui dưới bụng nó, thế mới máu. Ai lại làm như thế? Dạ. Thôi, có cái gì thì báo cáo đi. À, đến thần báo cáo ạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Trong năm qua, thành tích của thần là đã khởi công rất nhiều dự án xây dựng được hạ tầng cơ sở. Các công trình trọng điểm như đường xá, cầu, cống. Khởi công rất nhiều dự án xây chung cư và khu đô thị tái định cư. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, công trình nào cũng đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Đúng rồi. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đặc biệt nhất là cái thành tích khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để kịp khánh thành cái tượng đài nặng hàng trăm tấn nhưng vẫn kịp đứng vững trong vài ngày. Chưa, cái đấy chưa ấn tượng bằng cái vụ xây một cái tòa chung cư mà nó lại chắn luôn cả cái trận địa pháo phòng không mới đau chứ gì. Dạ, thế có nghĩa là khi máy bay địch đến là dạ phải hết 4 loạt đạn đầu để bắn vỡ tan cái nhà chung cư thì mới nhìn thấy máy bay đấy. Chết không. Các anh chỉ được cái hiếu sự. Các anh có nghe lời bài hát kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Đấy, nòng pháo là phải vươn lên trời cao, cứ hướng vào chung cư của thần làm gì, nhớ gì trông bác. Này thế ta hỏi ngươi thế, cái chung cư nó có trước hay là cái trận địa pháo phòng không nó có trước? Chung cư có. Có gì? Có sau. Nhưng mà cứ coi như chung cư là cành lá ngụy trang. Mà quan trọng là mình đã giải quyết được nhu cầu nhà ở của người dân. Đấy mới là ý nghĩa to lớn nhất. Này, thế nếu máy bay địch nó đến thì sao? Máy bay địch đến thì mình tổ chức rất nhiều cuộc họp với các ban ngành liên quan để tìm biện pháp tháo gỡ. Đơn giản như thế thôi. Ông định tháo gỡ thế nào? Nếu mà chung cư đã ở đấy rồi thì mình phải hướng nòng pháo lách sang chỗ khác. Mà vấn đề là phải dụ máy bay địch bay vào chỗ hướng nòng pháo đang chĩa. Này, thế thì liệu máy bay địch nó đang bay rồi mình nhờ nó dừng lại để bắn thì e chừng hơi khó nhỉ? Liệu nó có chịu dừng không? Dạ cái đấy phải hỏi mấy anh bên phòng không. Thần là bên xây dựng chỉ biết xây cho nhà cao, cao mà. Thế
Thế sao không hát nốt cái bài mà lúc vừa rồi ở cổng Thiên Đình cứ lẩm ba lẩm bẩm, thế xong hát nốt đi. Bài gì? Cái bài mà ước gì em lấy chúng được thầu, ước gì em được bớt vật liệu, rồi cùng nhau rút bớt thép ra, rồi cùng nhau chia chác thật nhiều. Mà là ước gì muốn mạt ăn nhiều sắt thép như thế làm gì chả đúc được con ngựa to tưng đấy. À, sao anh cứ động vào cái bài ngành ca của chúng tôi? Anh giả xin Ngọc Hoàng minh xét lòng dạ của thần thẳng thớn và sáng bóng như thép mới ra lò, chứ không phải như lời mấy cái kẻ ghen ghét thần cứ buông lời xúc xiểm đâu ạ. Khi mọi người chất vấn thì ngươi phải giải thích chứ. Giải thích đi. Giải thích lấy số thép đấy ở đâu mà đúc con ngựa? Lấy ở đâu ra? Cái số thép để đúc con ngựa ấy là lấy ở từ... Từ đâu? Dạ là từ... Từ đâu? Từ vụn sắt thừa các công trình. Dạ với suy nghĩ yêu sắt như con, quý thép như máu, thần cứ lo tha thần cặm cụi nhặt nhạnh gom góp ở mỗi công trình để làm thành con ngựa. Này, thế có bao giờ ngươi nhặt nhạnh quá tay hoặc là không phân biệt được đâu là sắt vụn, đâu là sắt của công trình không? Ông cứ hay hỏi khó tôi. Làm sao mà tôi có thể đi đến chân công trình để đi kiểm tra anh em được mà ông? Thôi, đừng có lẻo mép. Ngài bẩm Ngọc Hoàng, dạ nói một cách văn hoa thì bảo là sắt phế liệu, nhưng mà thực chất ra là mổ moi rút lõi công trình đấy. Ông ăn nói cho cẩn thận nhé. Sao? Rút là rút thế nào? Mổ là mổ ra sao? Ông đừng chọc ngoáy nữa. Con run xéo lắm cũng phải quan nhá. Ông thích gì? Ông thích gì? Tôi nhịn ông lắm. Này, hay nhật là sẽ lấy buôn cười, sẽ lấy lên đây để mà điên đánh người nhau. Điên người, chọc ngoáy. Này. Nhưng mà Tào này, vừa rồi nói như thế thực sự cũng là hơi quá. Sự việc của Táo xây dựng ý, không được nói là rút, mà mình phải nói là bớt. Này Táo xây dựng này, dùng cái từ bớt nghe được chưa nhỉ? Anh Đầu nói thế còn nghe được. Rút và bớt là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, không hề liên quan đến nhau. Rút là lấy hết, còn bớt là vẫn để lại một ít để đảm bảo cho công trình xây dựng còn chút chút sắt thép. Mà tiện đây, thần xin báo công luôn. Thần đang thể nghiệm thay tất cả cốt sắt ở các cọc tiêu trên đường quốc lộ bằng lõi tre. Dạ, thần nghĩ là phát minh này của thần đầy tính nhân bản. Này, lõi tre mà lại mang tính nhân bản à? Dạ, vâng ạ, rất nhân bản. Bởi vì nếu để nguyên cốt sắt ở các cọc tiêu, anh em lái xe có lỡ đâm vào thì là gây tai nạn, gây thiệt hại về người và của rất là nghiêm trọng, bởi vì sẽ lộn phộc xe luôn. Chứ nếu mình thay bằng các lõi tre vào cọc tiêu, anh em có lỡ lạc tay lái, cứ việc phi qua cọc tiêu mà không hề ấn gì. Như vậy là thần đã làm giảm thiểu được tai nạn giao thông đấy ạ. Nhưng có đảm bảo chất lượng không? Dạ đảm bảo chứ ạ, quá đảm bảo là đằng khác ạ. Thế mà ta lại nghe nói, những cái cột đấy chưa có ai đâm vào mà nó đã đổ. Dạ đấy cũng là nỗi đau của thần. Do ý thức trẻ chăn trâu quá kém, chúng đi qua cái tiện chân đá vào thì làm sao mà cọc bê tông của thần chịu nổi. Giải thích kiểu này nghe nó buồn cười. Hải bẩm Ngọc Hoàng, dạ thế là lộ cái mặt là rút lõi công trình rồi đấy ạ. Oan cho thần quá. Thần lên đây cả năm làm việc cật lực tưởng Ngọc Hoàng ban thưởng, ai ngờ cái chất vấn kết tội mổ xẻ thế này. Nếu mà Ngọc Hoàng còn không tin tưởng thần nữa thì xin cho thần làm nốt 3 nhiệm kỳ nữa, rồi xin tự nguyện luân chuyển sang lĩnh vực khác. Sao lại những 3 nhiệm kỳ nữa? Dạ vì là vừa rồi thần trúng thầu được mấy công trình, đến tận thời điểm đấy mới hoàn thành dự án. Thế nên mà thần lại là người có trách nhiệm phải theo đuổi dự án đến cùng, chứ không đánh trống bỏ dù như mấy cái anh này. Này, chẳng qua là đã đánh thụt giá thầu xuống quá thấp,
lại còn phải chi phí cho đám quân xanh quân đỏ để trúng thầu, cho nên phải theo công trình để rút bớt nguyên vật liệu. Ngoài ra lại còn lập mưu dình cơ hội để bổ sung kinh phí. Dạ, mà hay là ở cái chỗ tức là kinh phí bổ sung bao giờ cũng lớn gấp hàng chục lần so với cái giá bỏ thầu ban đầu chứ ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng phải xem lại cách đấu thầu thế nào, nếu không thì không đảm bảo cho chất lượng các công trình xây dựng. Quản lý chất lượng là việc của tôi, sao anh cứ sắn quần lội vào chuyên môn của tôi thế? Dạ, thần muốn là người trung thực, thẳng thắn. Nếu Ngọc Hoàng thấy rằng thần không xứng đáng thì thôi không cho làm táo xây dựng của thiên đình. Công của thần lớn lắm, mọi người không nhìn thấy gì thôi. Vài nghìn năm trước, đất nước mình toàn núi với đồi, chứ làm gì có nhà cao tầng. Thế mà bây giờ nhà cửa san sát thế này, không phải công của táo xây dựng, thì là của ai? Ngọc Hoàng, thủ đoạn ăn sắt thép uống bê tông của táo xây dựng nó tinh vi đến cái độ là được phù phép ngay từ khi thiết kế công trình đấy ạ. Ấy, anh Đầu ơi, phải nhìn nhận vấn đề nó khác đi cơ. Bẩm Ngọc Hoàng, anh Tào này chính là trông mặt thì gian rảo, mắt đảo như giang lạc, nhưng hóa ra lại sống có tình hơn anh Đào. Anh Tào, nói thôi, tiếp thôi. Đi. Dạ, phải bẩm Ngọc Hoàng, ngay từ khi nhận bản thiết kế là anh Táo xây dựng đã thấy số lượng cọc nhiều hơn cần thiết, đã trình bày có ý kiến, nhưng mà bên duyệt kinh phí lại bảo là cứ thế mà làm. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ chống tiêu cực nhưng mà không ai giúp đỡ ạ. Dạ chính vì vậy khi thi công anh Táo xây dựng mới rút bớt số thép ra để chứng minh cho mọi người thấy rằng là không cần lượng sắt thép như vậy mà nhà vẫn không đổ. Thần chỉ muốn như chứng minh thế thôi. Ôi, dạ bẩm Ngọc Hoàng, trông oan ức như thế kia chắc là không có gì sai phạm đâu ạ. À. Có sai phạm nhưng mà chỉ một ít thôi. Thì sai phạm một tí. Đó là khi đã rút hết số cọc thép, dạ, do không có điều kiện nên anh Táo xây dựng không cất vào kho mà đem bán cầm tiền cho nó nhẹ. Thế cái số tiền ấy bây giờ nó ở đâu? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, chắc là năm vừa rồi làm ăn vất vả, đói kém quá cho nên là cất lại một ít đút vào túi về để tẩm bổ bồi dưỡng, cho nên là bây giờ người trông gầy mà xanh lắm. Anh đừng nói nói sợ thôi. Tôi béo này do năm ngoái vớ được cái trúng thầu được cái dự án đường quốc lộ. Tôi phải làm ăn xa nhà, không có điều kiện ăn cơm gia đình, cứ toàn phải ăn ở tụ điểm nhà hàng. Thế nên là thiếu muối iốt nó phù thế này. Tôi chả thương người ta thì thôi. Dạ, thời bẩm Ngọc Hoàng, những người bụng to là dễ xúc động lắm. Ta biết, những người béo là dễ xúc động. Có đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng lắm ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, xây dựng là một lĩnh vực phức tạp, nhiều rủi ro. Lại do là bên duyệt đầu tư chi phối duyệt cho thần ít tiền quá nên thần cứ phải lấy chỗ này đập chỗ kia, rồi là cứ phải lấy chỗ nọ lại chỗ kia lại chi cho bên chủ đầu tư với các bên liên quan. Thế nên là thần buộc lòng phải rút bớt sắt thép ra để cho nó đỡ phí tổn. Ở đấy bị thương rồi đấy, bị thương rồi đấy. Thần ngất rồi, xin phép cho thần về thành dưỡng sức. Vào viện để trốn tội đấy. À, nhưng ta chưa tha đâu. Cho táo tiếp theo vào đi. Hello Ngọc Hoàng, how are you? I'm fine, thank you, and you? Cái gì thế? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, đây là táo đầu tư. Táo đầu tư khoe mình là thường xuyên phải tiếp xúc với những khách nước ngoài, cho nên hơi tí là sử dụng ngoại ngữ. À, dùng ngoại ngữ à? Dạ. Ngủ tưng cái ngủ căng sải cú sải sâu chứ gì ngô có ngủ. Dịch đi. Tiếng nước ngoài đấy. Nhưng ta nói trước với ngươi, nó không phải là ngoại ngữ đâu. Dạ. Nói thế này thì chịu rồi. Này. Dạ. Ngọc Hoàng là người thuần Việt. Dạ. Câu vừa rồi có nghĩa là hãy dùng tiếng Việt mà báo cáo đi. Năm vừa rồi, thần đã thực hiện đầy đủ chính sách về đầu tư,
đặc biệt là quy chế một dấu một cửa. Bẩm Ngọc Hoàng, nhưng nếu muốn đến được cái cửa đấy thì phải qua rất nhiều ngóc ngách à. Thỉnh thoảng mợ đầu tư mợ còn hứng chí tổ chức ra các cuộc chạy gọi là chạy vượt rào với phương châm khỏe để làm ăn, ai yếu đừng ra gió. Dạ vâng ạ. Không biết tổ chức kiểu gì nhưng mà các doanh nghiệp sau khi thực hiện xong thì đều bảo là mồm mỡ doe ra mà môi mỡ nhẫy thêm. Đừng có mà chạm vào cả nỗi đau của người khác nữa. Chẳng qua là người ta mồm nhẫy ra như thế này là cũng vì bị tai nạn nghề nghiệp mà thôi nhá. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, để tiếp khách nước ngoài thần đã phải cười phải nói, mà thần có dám nhận là thần xuất sắc cả năm đâu ạ. Dạ công việc của cả một ban ngành làm sao mà giải quyết dứt điểm một sớm một chiều được. Nhưng mà Ngọc Hoàng cứ yên tâm, nói chung everything is okay. Ngoài nước ngoài dạ, dạ khải bẩm. Sau đăng tàu nhà tí một co mất mịt. Quá sái đưa tí xin cho đeo công giá thâm chửi ạ. Như vậy có nghĩa là tốt cả chứ gì. Tốt cả. Này. Thế các vụ đầu tư đều thành công cả chứ? Thành công cả. Không có hiện tượng nhận phong bì chứ? Phong bì chứ. Đấy, 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 đấy nhá, chính mồm nói ra nhá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, muốn cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng thành công cả thì đều phải phong bì, phong bao cho mợ đầu tư này đấy à. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng phải... Ôi giời ơi, cứ ổn à ổn ẻn. Nói to lên xem nào. Ổn à ổn ẻn. Nói to lên xem nào. Nghe cao hẻn quang hẻn coi nén coi vèn cu vèn cưa dền coi nén coi đẹp cường lẹn cạch hẻn quai bên khảo nhân kiều. Được. Ta hiểu, ta hỏi ngay. Dạ. Này, thế cái việc ngươi đầu tư nhầm lẫn rồi để làm thất thoát thẳng mấy trăm tỷ đồng, ngươi dạ được người ta lại quả bao nhiêu? Bên cạnh nhân kiều. Dạ, cái vụ này họ... Đậu ơi. Gì? Đậu ra em bảo cái. Đậu. Đậu ơi. Em tưởng là đầu đã cho cái vụ đấy chìm xuồng rồi cơ mà. Chìm thì chìm thế nào? Chưa chìm được bởi vì trên này đây chưa được ngục nào. Trời ơi. Dạ. Dạ khỏi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Trong năm qua hạ thần đã đầu tư biết bao nhiêu dự án thành công, đem lại tầm cao mới cho xã hội. Dạ đấy là những việc mà tất cả chúng ta đều quan tâm đến. Chứ còn cái vụ làm thất thoát vài trăm tỷ đồng ngân sách thì cái vụ ấy có thấm tháp vào đâu. Bệ hạ, em nói như thế bệ hạ có thấy đúng không? Thôi thôi, đừng làm ta mủi lòng, ta sắp không chịu được rồi. Trong lúc nước ta còn nghèo, dân ta còn đói, vậy mà táo đầu tư cho rằng thất thoát vài trăm tỷ đồng chỉ là chuyện nhỏ. Ôi, đau xót làm sao ạ. Mọi người chỉ biết đau những cái nhỏ mà chẳng biết xót những cái lớn. Mà nếu ai nói em không xót xa là thật ra em đang rất buồn. Còn ai nói em đang rất buồn là thực ra em đang xót xa. Rồi một ngày vắng em, lấy ai lo đầu tư? Rồi một ngày vắng... Thôi, tại sao bây giờ các táo lại thích hát thế nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, táo đầu tư định dùng tiếng hát áp tiếng chất vấn của chúng ta như thế này, thần e là có tiêu cực trong chuyện đầu tư đấy ạ. Dạ. Dạ khỏi bẩm Ngọc Hoàng, đường đường là một táo của triều đình, em làm sao dám tiêu cực ạ? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ chẳng qua là em chưa để ý kỹ thôi ạ. Lại là lỗi thiếu tinh thần trách nhiệm. Dạ. Ngươi cố ý làm sai nguyên tắc. Dạ mọi chuyện không hẳn là như thế đâu ạ. Dạ. Này mợ đầu tư, ra đây hỏi cái. Đi. Ba hỏi ngươi một câu nhé. Câu này hơi sốc đấy. Được, các anh cứ hỏi. Chất vấn công khai, việc gì tôi biết, tôi trả lời các anh ngay. Còn câu nào sốc quá, tôi sẽ ghi lại trả lời bằng văn bản với các anh sau.
Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. Thế thì nghe đây này. Con thuyền vảnh đít sang ngang, bên kia có một cái kè thòi ra. Thế là thế nào? Là thế nào? Nói đi. Oh no, I don't understand. Này bảo ai không quan tâm đấy hả? Thôi quán gây sức mãi. Người ta đã bảo là Đậu. Thế thì thật ra là Đậu muốn mình đối thơ với Đậu hay là Bình thơ với Đậu? Đối thơ với Bình thơ cái gì? Chứ được rồi, tao nói toẹt luôn nhá. Con thuyền vảnh đít sang ngang, tức là thuyền nó đang sang sông đấy nhá. Mà sông đây chính là sông Sài Gòn. Bên kia có một cái kè nó thòi ra. Tại sao lại có cái kè thòi ra? Ngươi giải thích đi. Ui dạ, bẩm Ngọc Hoàng dạ. Ý anh ấy muốn nói đến cái việc là duyệt dự án đầu tư cho một công ty dạ lấp sông Sài Gòn để bán đất xây biệt thự. Lấp sông Sài Gòn à? Dạ vâng ạ. Giê-xu ma thánh A-la thần rớt ơi. Liệu mà ăn nói nhá, chứ gọi cả hội như thế kia là giận lắm đấy. Dạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, hạ thần chỉ dám phê duyệt là được phép đầu tư trong khu đất trong phạm vi kè mà thôi ạ. À. Này này này. Dạ. Thế nhưng tại sao cái diện tích được phê duyệt trên giấy nó lại lớn gấp hàng chục lần so với cái thực tế của cái kè hả? Mà sao không tiện tay này mợ vắt luôn cái kè nó sang bờ sông bên kia đi. Nhá, nếu mà làm như thế nhá, thế hóa ra là Đầu bảo tớ là lấp cộng nó sông Sài Gòn đi à? Này, mợ đầu tư này, khi mà ăn xong cái sông Sài Gòn, tranh thủ mợ ra ngoài này mợ hít luôn cái sông Hồng đi. Nó nổi tiếng là phù sa màu mỡ đấy. Đã thế nhá, năm tới tôi sẽ quy hoạch treo vào đúng nhà hai ông. Tại sao ngươi cứ treo lơ lửng vắt từ năm này sang năm khác? Để cho người dân ăn không ngon, ngủ không yên. Bán không dám bán, xây không dám xây. Để rồi mỗi khi gặp bức xúc, người ta kêu rời lên. Làm cho ta ở trên này ăn không ngon, ngủ không yên. Rời ơi là rời. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Thì ta ơi là ta. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Đang giận lắm đấy, cô tạm lui ra đi. Thôi dạ. Đi luôn đi. Thôi đi đừng có luôn đi cả. Đang giận lắm đấy để truyền cho táo tiếp theo vào. Táo không biệt khấu kiến. Ngọc Hoàng điện kế. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đúng là có tật thì giật mình, chưa khảo mà đã xương phù lên rồi đấy. Anh nói kiểu gì đấy? Kiểu gì? Này, là vì cái đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến cái chuyện là hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Cho nên tôi chót tôi lỡ mồm tôi hô nhầm là điện kế. Mà này, anh biết điện kế là cái gì không? Điện kế là cái gì? Điện kế là một từ ghép, một từ chuyên môn. Gồm hai từ, điện và kế. Tức là kế hoạch phát triển ngành điện lực trên toàn lãnh thổ. Một công trình rất vĩ mô, cần rất nhiều ô tô sử dụng nước sông Lô và quyết tâm thực hiện vào mùa khô. Tóm lại là mồm ông như cái bô ấy. Không phải mồm ai là cái bô. Ông định gieo bần ô ở đây với ai? Hả? Chứ không phải là mồm bô. Ô tàu ô. Này, ông vào đây bẩm báo, ông đừng có vớ vẩn nghe chưa? Hoặc cái đồ tay cầm ô đi cano gội đầu bằng ô mô cho nên chán mới dô kia. Hết tiền, cho hai ông hết chạy xô. Dạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng là dạo này động cái là dọa cắt điện. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là độc quyền đấy ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạo này táo công nghiệp có hiện tượng là tẩu hỏa nhập ma. Chắc là do di chứng của điện kế điện tử để lại đấy ạ. Dạ chính ra đây là một cái nỗi vui mừng của ngành điện lực. Nhưng mà mừng chưa đến thì nạn đã về. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ai lại đi cho lắp đặt điện kế điện tử vào giờ ngọ này, ngày ngọ này, tháng ngọ này? Mà buồn cười, cái người đi lắp đặt cũng cầm tinh con ngọ, đâm ra là điện kế điện tử chạy cứ như ngọ ấy à. Nếu mà ta lại dính vào cái vụ này thì bây giờ ta lại thành ngọ hoàng. Ngọ hoàng, ngọ hoàng vạn tuế, ngọ hoàng vạn tuế. Này này này, đừng có tranh thủ xỏ xiên ta. Kìa,
ngươi lên tiếng đi chứ. Khởi tấu Ngọc Hoàng ạ, họa vô đơn chí, gặp nạn thì thần phải gánh thôi ạ. Mà việc này thần đã kiểm điểm hết sức sâu sắc rồi ạ. Mà hỏi Ngọc Hoàng nhá, con người ta nhá, còn có lúc rứt mũi sổ đầu. Huống chi là dụng cụ đo lường tinh vi như thế cũng có lúc nó phải đo sai chứ ạ. Này, sai sót do thiết bị trục trặc còn châm trước được. Nhưng khởi bẩm Ngọc Hoàng, sai sót theo kiểu ký hợp đồng mua 260.000 điện kế điện tử made in Singapore nhưng hóa ra lại là dạ made in Phú Nhuận. Vietnamese people. Dạ, rõ ràng là có dấu hiệu của tiêu cực. Anh Tào, cái việc này là do anh em người ta không hiểu, người ta đọc văn bản người ta hiểu không rõ cho nên nó mới sinh ra cái chuyện như vậy. Đau to búa lớn quá. Dạ, khởi tấu Ngọc Hoàng ạ. Năm ngoái Ngọc Hoàng có nói một câu rất hay và đến tận năm nay thần vẫn cứ nhớ. Con người ta nhá, ai cũng có thể mắc khuyết điểm nhá, nhưng mà người ta hơn nhau ở cái chỗ là biết rút kinh nghiệm và biết sửa sai. Do vậy mà thần đã sửa sai một cách rất nghiêm túc và tự tin đó. Bằng chứng là để đề phòng cái chuyện điện kế điện tử nó chạy nhanh theo kiểu phi mã, thần đã khuyên nhủ toàn dân hãy mua ngay bóng đèn compact dùng thay cho bóng đèn sợi đốt. Hiện nay nhân dân đang rất là phấn khởi ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, phấn khởi làm sao được khi mà giá của bóng đèn compact đắt gấp 5-7 lần giá của bóng đèn sợi đốt ạ. Mà cái gì cũng cứ tăng giá như thế này thì người dân người ta sống thế nào hả ông Nghiệp? Muốn biết dân sống thế nào đây phải trực tiếp hỏi dân, sao lại hỏi tôi? Thích nói cùn cái gì? Thôi được, thế ta hỏi ngươi nhá. Thế cái vụ dầu khí năm vừa rồi có vấn đề gì không nhỉ? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, năm qua những vụ tiêu cực về dầu khí quả là nỗi đau lớn ạ. Dạ, giá dầu khí và giá một số mặt hàng khác tăng lên vùn vụt, đặc biệt là trong mấy ngày Tết làm cho người dân lo lắng lắm ạ. Thế thì mà cũng phải bức xúc. Xăng dầu nó tăng giá đó là cái chuyện bình thường. Bình thường. Quan điểm của tôi nhá là phải tiếp tục tăng giá, tăng thật mạnh, tăng cho ngang tầm quốc tế. Dân càng kêu tôi càng tăng mạnh. Này, tại sao ngươi lại nói một cách vô cảm như vậy? Ngươi phải tìm mọi cách bình ổn giá xăng dầu chứ. Dạ khởi tấu Ngọc Hoàng, thần đã tiên liệu vấn đề này một cách hết sức là kỹ càng. Thần đã có một sáng kiến mới cực kỳ táo bạo. Sáng kiến gì? Để tiết kiệm xăng dầu, thần buộc toàn dân phải sử dụng bếp than của ông thay cho bếp ga. Ôi trời ơi! Rồi nhanh đây được kêu ca cái gì? Khởi tấu Ngọc Hoàng, dân ta ý thức lắm, tuyệt vời lắm. Đúng là việc gì khó có nhân dân. Ôi giời ơi, nhân dân ơi, nhân dân nghe thế có được không? Không. Mà nói cho cùng, ngành nào chẳng có sai phạm. Tại sao cứ xoáy vào cái ngành công nghiệp của thần? Bây giờ còn nhiều vụ hot hơn rất nhiều. Đây, mới năm kia kìa, cái vụ cúm gà đấy. Cái nhà chị y tế nhá, mà xử lý triệt để đúng người đúng tội nhá, sức mấy mà con H5N1 nó dám bùng phát trở lại à? Chết! Hôm nay thì chị bắt tận tay dây tận chán nha. Điện lực với cả dầu khí tham nhũng thì liên quan gì đến cúng gà mà sợ xiên xiển so gì hả? Tôi nói thế chung thôi. Gì mà đánh đá như là thằng tôm mà cá đấy. Chồng mặt chồng như con cá ngựa ấy, ghét thế chứ. Khởi tấu Ngọc Hoàng ạ, hạ thần xin được bái lui ạ. Tiến sao lại lui? Trông mặt ôi giời, trông ghét thế. Này báo y tế. Sao đã cho gọi đâu mà nhà ngươi vào? Đã ai gọi đâu mà vào? Ô thì chưa gọi à? Chưa gọi thì lại đi ra. Mà đã ra rồi nhá, gọi vào hơi bị khó đấy. Ôi giời. Hồi này gì giờ hơi đấy, vừa thôi thế đã vào rồi, có cái vấn đề gì thì báo cáo luôn đi. Muốn báo cáo thì cũng phải có lời chứ. Ừ thì có lời, mời táo y tế vào chầu. Có thế chứ. Lắm chuyện. Gì, đi ra, vào lại từ đầu. Dạ, cải bẩm Ngọc Hoàng, trong công tác thì con cung quăng à. Cực tốt, cực tốt.
Gì đấy? Nhà ngươi chào cái kiểu gì đấy? Chào thế cho nó đỡ đụng hàng. Chắc hẳn năm ngoái đấy. Ôi rồi cực tốt, cực tốt. Ô, năm nay mình sáng tạo. Này, báo gì thế? Có gì thì báo cáo đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Mặc dù ngành y tế của thần không trực tiếp làm ra tiền bạc, nhưng hoa hồng hơi bị nhiều. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, có chút quà địa phương gửi tặng ba người chơi gọi là lộc bất tận hưởng à. Lộc bất tận hưởng à. Lộc bất tận hưởng à. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay thần lên đây báo cáo với tinh thần vui là chính à. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, sức khỏe thì không lo, chỉ suốt ngày lo chuyện hoa hồng. Dạ năm qua táo y tế chạy xô rất nhiều ở các phòng khám tư nhân, cho nên người mới quất queo trông sơ sát không khác gì cái con. Dạ không khác gì cái con. Này, dạ ngươi hãy trả lời cho ta về cái chuyện cúm gà đi. Ôi rồi xong rồi, xong đâu đấy hết cả rồi. Bây giờ ăn gà vô tư nhá. Này ba anh em làm một quả lẩu nhá. Này vớ vẩn nhá. Gì thế? Hỗn hào. Còn những chuyện khác sao không báo đi? Chuyện gì? Năm nay y tế việc nào mà chả tốt. Thế bây giờ ba anh em thích nghe việc tốt nào trước để đây nói đây. Này dạ. Có phải là tốt cả không? Tốt đấy. Có thật không? Ôi dồi ôi, làm cái gì mà quát to thế? Ừ thì năm nay có một việc khá. Chạc khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. À, cái khá của thần tức là giá thuốc vẫn ở mức độ quá cao, cho nên người dân vẫn còn kêu ca. Nhưng năm nay thần đã gọi là tuyên truyền cực giỏi, cho nên tất cả người dân đã dần dần chấp nhận giá thuốc cao. Có kêu ca gì nữa đâu à. Mà này, việc đấy phải là việc tốt chứ không phải là việc khá nhá. Nào, ngươi đã báo cáo xong chưa? Xong ô, chưa, xong chưa. Mà con này của em ấy là con chốt hạ trong bảng báo cáo thành tích của em ấy ạ. Chốt hạ? Vâng. Báo cáo đi. Báo cáo hả? Ô hay, chốt hạ đi. Chốt hạ cũng phải để người ta nghĩ. Ngọc Hoàng ạ, năm nay cái xuất sắc của thần là thần đã cho khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em ở khắp mọi nơi ạ. Tốt quá. Dạ vâng. Đáng khen. Dạ. Thế khám được bao nhiêu cháu? Dạ. Khởi bẩm, khám được 8 cháu rồi ạ. 8 cháu trên tổng số bao nhiêu? Trên tổng số 2846 cháu. Gì? Chết chửa sao nhiều thế? Tào ơi, gớm, đã không biết lại còn cứ ti toe. Gì? Đấy là số liệu của đợt thí điểm đầu tiên, hiểu chưa? Này, dạ. Cái đợt thí điểm đầu tiên nghe nó buồn cười. Dạ. Có cái gì mà cười? Đấy là chẳng qua là văn bản nhập nhèm chưa được rõ ràng. Nên cả tất cả trẻ em ý, cứ nghĩ là đến bệnh viện là phải tiêm, cho nên các cháu nó sợ đến rồi lại bỏ về. Bây giờ tốt rồi, tốt hết cả rồi. Này nhá, năm nay dưới sự chỉ đạo của thần, sức khỏe của cộng đồng đã được nâng lên một tầm cao mới à. Nâng lên tầm cao mới à? Dạ. Ta nghe cái câu này nó quen quen. Hình như nó là khẩu hiệu của năm Bính Tuất này à? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, không phải như vậy đâu ạ. Lần đầu tiên Ngọc Hoàng nghe câu này, các táo thấy Ngọc Hoàng gật gù nên tưởng là đúng ý Ngọc Hoàng ạ. Cho nên cứ thế mà photocopy lại. Dạ năm nay cái nạn soạn sẵn thành tích để báo cáo, dạ đang nở rộ ạ. Có nhiều người báo cáo thành tích mà không biết thành tích ấy từ đâu ra. Thế mới nạn. Cái gì thế? Thì Tào ơi, liệu hồn đi nhá. Vào viện chị cho biết tay. Chị đây nhá, tiêm miễn phí nhá. Ôi giời, cải bẩm Ngọc Hoàng, nó quả thần ạ. Ôi cái giật hết cái nảy ra. Này cô Tế. Dạ. Trước hết xin cảm ơn cái món quà địa phương của cô. Dạ nhá. Vâng. Sau đấy là xin chúc mừng cô là năm vừa rồi cô làm được nhiều việc tốt. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ Đẩu muốn biết thêm một số cái thông tin về cái vụ làng ung thư ấy. Làng ung thư à? Ừ. Ôi, ung thư gì nhỉ? Cái vụ làng ung thư ấy, cũng tốt.
chứ hả? À, tốt. À. Tốt cả. Ừ. Thế nhưng mà cái làng nào vậy? Cái làng? Cái làng mà kết quả điều tra của y tế nó vênh với thực tế đến hàng cả chục nghìn người ấy. Tốt chứ hả? Tốt không? Ôi chú chết. Ôi dồi ôi, vênh thế à? Ôi dồi, sao lại có cái số liệu mà vênh gì cả chục nghìn người nhỉ? Ôi dồi ôi, thế mà chả thấy báo cáo gì cả. Vậy ôi chú đúng rồi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, đấy là do thời tiết hanh khô cho nên nó cong vênh là chuyện bình thường. Được rồi, anh Đẩu đã có lời thì em sẽ xin kiểm tra lại. Em được cái là tiếp thu phê bình và sửa sai tại chỗ. Ừ. Sửa đi. Đợi em một lát nhé. Ông chú làm trả lại kiểm. Còn lâu mới lấy được tiền của chị. Này. Dạ. Tại sao ngươi gọi điện thoại mà cứ như đánh nhau thế? Dạ. Sợ tốn tiền ạ. Không phải là tốn tiền. Vấn đề là công nghệ thông tin, nói nhanh nói gọn không vòng vo. Ôi giời, cái gì thế? Ôi giời. Cái... xin lỗi nhá, mình lại có điện thoại. Alo. Ôi giời. Báo cáo rồi, vừa báo cáo xong rồi. Có số liệu rồi. Nói là đấy chỉ là số liệu tạm thời thôi. Còn con số chính thức đang cho điều tra tiếp rồi bổ sung sau nhá. Ôi, cái thằng nó báo cáo nhanh nhỉ. Cũng còn lâu mới lấy được tiền của anh. Thôi. Này, cô Tế. Dạ. Cô phụ trách về vấn đề sức khỏe của mọi người. Dạ. Mà cô lại cứ thờ ơ đại khái như vậy à? Chả trách nào. Ở trong một số bệnh viện, nhân dân thì đang chờ để được khám bệnh, thì đội ngũ y bác sĩ cứ đi ra đi vào đủng đà đủng đỉnh là thế nào? Ôi dồi, giờ thưa Ngọc Hoàng, oan uổng cho thần quá ạ. Đấy chỉ là con sâu làm dầu nồi canh thôi. Mà đây này, Ngọc Hoàng nhìn thế này, thần là thần thế này, sức yếu tay mềm thế này, mà thần làm sao đi kiểm tra hết được. Nhầm một làng là chuyện bình thường. Tế làm lại quả bình thường vừa rồi đấy xem. Bình thường. Bình thường hả? Vâng. Này, thế làm sao mà tự dưng Tế mổ phanh bụng nhà người ta ra xong Tế để quên cả cái gạc ở trong đấy, Tế cũng coi đến là chuyện bình thường à? Hả? Người ta đang sống một cách hết sức là bình thường thì Tế phán một câu xanh dờn, Tế bảo là người ta bị dương tính, thế là khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, sống dở chết dở, Tế cũng coi là chuyện bình thường à? Hả? Thế xong rồi là cả một cái làng cũng bao nhiêu người có hiện tượng bị ung thư, Tế cũng coi là cái chuyện bình thường. Cái gì là cái không bình thường hả? Thế theo cô thì cái gì cô cho là không bình thường ở đây? Ai là người không bình thường ở đây hả? Cô nói đi. Anh ạ. Ta làm sao? Anh là người không bình thường. Này. Hả? Đã mono lại còn bệnh thận, khổ lắm. Mono nặng lắm. Người ta bị thế này từ lâu rồi. Có cần thiết là phải nói ra như thế không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thôi, ta biết. Nhưng mà thần tủi phận lắm. Được rồi, ta sẽ cho nó ra ngoài nhá. Cái phản đi. Mà lại nhảy dù thế này. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cá chép của thần, thần đem om dưa rồi ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua thần làm việc vất vả, nhất là cái chuyện cải tiến sách giáo khoa. Chính vì vậy, thưa Ngọc Hoàng, cho thần được hạ cánh an toàn đi ạ. Khi nào phải báo cáo rõ ràng là phân ban kiểu gì, lúc bấy giờ mới được hạ cánh nhá. Ông
Ông nói thế có nghĩa là để tôi như thế này treo lơ lửng thế này 5 năm nữa. Chứ còn gì nữa. Thôi cho hạ cánh đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. À, cứ để táo giáo dục lủng lẳng thế này hóa lại hay. Trông lại hay. Không kéo lại thành sự kiện để ghi vào sách giáo khoa lịch sử ấy. Ôi, học sinh bây giờ nó có thích học lịch sử đâu mà ghi vào sách giáo khoa. Này. Ngươi nói như thế mà không thấy xấu hổ à? Tại sao có quá nửa số học sinh thi sử lại không được nổi quá điểm 1? Ngươi dạy dỗ như thế nào? Dạy dỗ thế nào thì Ngọc Hoàng biết làm sao được. Cái mồm, làm bẩm cái gì đấy? Hả? Thế tại sao mọi năm ở cửa mồm ngươi lúc nào cũng dán hai chữ khá và giỏi? Tại sao đề thi sử chỉ có một câu, nó hơi có tính chất suy luận một chút mà đến hầu hết các em học sinh đều tắc tị? Thế hiện tượng đấy ngươi không thấy bàng hoàng à? Bàng hoàng chứ. Chính vì thế mà sách giáo khoa chuẩn đang được tiếp tục làm rồi. Cái gì? Sách giáo khoa chuẩn á? Yên tâm. Ôi giời ơi, Ngọc Hoàng ơi. Này, sao hai người lại khóc? Ôi trời ơi, dạ bẩm Ngọc Hoàng, nghe đến sách giáo khoa chuẩn chỉ biết khóc chứ còn biết làm gì nữa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần thương cho sách giáo khoa chuẩn thì ít mà thần thương cho các em học sinh thì nhiều. Cứ hết lần chuẩn này đến lần chuẩn khác khiến các em choáng váng ngã lăn vật ra. Vừa mới ngóc đầu lên được một cái thì lại bị cải cách giáo dục quật ngã ngửa lại lần nữa. Dạ thương lắm à. Thương lắm à? Thương cái xương không còn. Ông bảo ông thương dễ thương, tôi không thương các em học sinh à? Tôi thương các em lắm. Tôi thương đến mức mà không có văn nào tả nổi. Khải bẩm Ngọc Hoàng, không hiểu táo giáo dục dạy dỗ kiểu gì mà năm vừa qua có nhiều bài văn lạ lắm mà. Lạ lắm thế nào? Dạ đề bài ra là em hãy tả một con vật mà em yêu mến nhất. Có một em học sinh tả thế này ạ. Em nuôi một con gà từ nhỏ, em chăm sóc nó từng ly từng tí, cả nhà em đều yêu mến con gà. Một hôm bác em tới chơi, mẹ em bắt rồi thịt. Làm sao rồi kể tiếp đi. Dạ thịt xong rồi ăn, ăn xong rồi rửa bát lên giường đi ngủ. Hết rồi à? Hết, chấm hết ở đây. Ôi giời ơi, tưởng thế nào thế mà cũng gọi là lạ. Tào ơi, này, Tào đừng có mượn cớ mà xía vào giáo dục nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có lấp liếm cái kiểu dạy dỗ của ông như thế nhá. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạy cho các em theo kiểu nhồi như nhồi vịt ạ. Dạy để lấy thành tích cho các ông chứ không phải là lấy kiến thức cho các em nhá. Này, khổ quá, thật sự làm cái trò gì thế hả? Tự dưng sao lại năm nay lại căng thẳng với cả giáo dục thế? Cứ học. Tôi điên từ đầu năm cơ. Sao thế? Ai đời con tôi mới học lớp 1. Thế mà học 2 buổi ở trường về nhà lại còn bắt học thêm. Làm sao các em nó chịu nổi hả? Khổ quá. Nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến cái chuyện văn lạ đâu. Tôi đang thích nghe văn lạ mà. Ông thích nghe văn lạ hả? Thích nghe văn lạ lắm. Văn là phải lạ. Đề bài như thế này. Em hãy tả một con vật mà thôi, ông cứ xông thẳng vào văn lạ đi, không cần phải đề cũng được. Văn lạ nhá. Văn là phải lạ, tôi sướng nghe văn lạ lắm. Em hãy tả thế này. Nhà em nuôi một con gà trống, càng lớn nó càng giống gà mái. Đây đồ sổ lá nhá. Ra gảy bẩm Ngọc Hoàng, có nhiều con gà trống chỉ biết kêu cục cát kìa. Thôi. Bẩm Ngọc Hoàng nội bộ lục đục đấy. Năm nay làm sao ấy nhỉ? Dẹp bỏ những tự ái cá nhân đi. Này. Kít đẻo đấy. Ôi giời, này. Tôi không phải là đồng hồ quả lắc nhá. Quả lắc à? Này thì lắc. Ôi giời. Này. Không đùa đâu, chóng mặt lắm rồi đấy. Cho xuống ấy. Tôi chịu đựng cái này quá sức của tôi rồi đấy. Quá à? Hả? Ngươi có một tí như thế mà ngươi đã bảo là quá à? Thế còn các em học sinh hả? Nó học quá tải bao nhiêu năm nay rồi, có thấy chúng nó kêu đâu. Ấy này ông Đầu ơi, các em nó kêu ghê lắm nhưng mà táo giáo dục cứ lờ lỡ lơ đi thôi. Úi giời, mấy năm nay tôi toàn báo cáo toàn khá và giỏi.
Thế mà bây giờ ông Tào ông nói câu như thế có nghĩa là tôi tụt xuống trung bình nhỉ? Ngọc Hoàng ấy, Ngọc Hoàng nói hộ anh Tào anh Đẩu câu để thần hạ cánh an toàn ấy. Ngươi có thể hạ cánh. Dạ. Nhưng ta e là không an toàn đâu. Đúng, an toàn đâu. Ngươi hãy nghe ta hỏi đây. Có 8.500 tiến sĩ trên cả nước. Ấy vậy mà có những 2.300 tiến sĩ yếu là thế nào? Ngươi trả lời đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thì ngoài những tiến sĩ yếu ra thì toàn khỏe cả đấy. Lại lầm bẩm. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng cứ cho thần xuống đi thì thần trả lời. À lại mặc cả như hàng tôm hàng cá ở trên này hả? Hả? Trả lời đi. Trả lời. Báo cáo đi, trả lời đi. Mà trả lời đi. Này, tôi nói cho các ông biết nhé. Nếu vui vẻ cả thì tôi trả lời. Còn tôi nhé, thuộc diện quản lý của Ngọc Hoàng. Tôi không thích trả lời các ông đấy, các ông làm gì tôi? Tôi không thèm báo cáo bằng mồm nữa, nhá. Toàn bộ tôi đã viết hết vào bảng tấu này rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần xin dâng sớ. Thần cũng báo cáo luôn là tăng học phí là theo xu thế chung đấy. Sao lại xu thế chung? Kiểu như là đăng ký xe máy ấy. Chuyện đăng ký xe máy à? Bây giờ dưới hạ giới có những người đăng ký chính chủ 15 chiếc xe một lúc mà. Chết, sao đi nhiều thế? Đi hay không thì thần không biết. Nhưng họ bảo đăng ký như thế để trả thù quãng thời gian họ không được đăng ký. Cho nó bỏ tức à. Người ta làm sai mãi thì chả sao. Mình làm sai mỗi tí thì kêu toáng lên. Này, giáo dục. Thế anh có biết vì sao người ta lại kêu không? Vì sao? Là bởi vì anh thiếu kinh nghiệm lắm. Giá thuốc của chị y tế nhá, tăng rất cao. Nhưng nhờ chị tuyên truyền cực giỏi nên mọi người đã chấp nhận rồi. Có ai dám kêu ca phàn nàn gì đâu. Thế mà mình lại không nghĩ ra nhỉ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là có lỗi của thần ạ. Thần đã không gặp chị y tế để trao đổi kinh nghiệm liên ngành ạ. Ngọc Hoàng ơi, cứ làm sai rồi nhận khuyết điểm để hạ cánh an toàn à? Dạ. Ta quyết định không cho ngươi hạ cánh. Không cho hạ cánh à? Thôi chết rồi, chết rồi rồi. Em à, phong tỏa toàn bộ tài khoản nhá. Sơ tán hết đồ đạc nhá. À này, để lại cho anh một cái bàn, một cái tủ chạm, thêm ấm chè và... Này, thực hiện ngay phương án 2 nhá. Thôi, đi nhá. À, yên tâm, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để hạ cánh an toàn. Đi nhá. À, này, tháo ống nút. Dạ, phải bẩm Ngọc Hoàng. Có cả phương án 2 ạ. Báo giáo dục có khác, toán kỹ lắm. Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, giá như mà cải cách giáo dục cũng toán kỹ như thế này thì các em học sinh được nhờ... Ngọc Hoàng văn tuệ, chiều tuệ, tỷ tỷ tuệ. Này, tại sao có đứa nào nó hỗn hào nó lại bảo Ngọc Hoàng mình tỷ tuệ nhỉ? Sao đứa nào hỗn thế nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ có táo kinh công vào chầu. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ thưa, thần là táo kinh tế ạ. À. Tại sao giọng của ngươi nó cứ lạc đi như thế? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy chắc là muốn khoe là sự tăng trưởng kinh tế của năm vừa qua đấy ạ. À. Dạ. À, thảo nào. Sắm ô tô mới này. Xe hơi đấy. Xe ô tô gần Tết có giảm giá nên thần mua chơi gần chục chiếc để dùng dần ạ. Dạ, xin Ngọc Hoàng hưởng lắm ạ. Ta xem nào. Dạ thưa, thành tích năm qua dạ thần đã hoàn thành một cách xuất sắc ạ. Dạ, mức tăng trưởng kinh tế cũng tăng nhịp nhàng, nhịp nhàng. Ê, nhịp nhàng, này, nhịp nhàng. Giảm xuống một tông. Nhịp nhàng. Thế còn những cái vụ tiêu cực rồi lạ đấy Tào ơi. Lạ quá. Mình muốn hỏi Tào nhá. Cái chuyện là ngày xưa ấy,
thời vua Nghiêu vua Thuấn ấy, thì đã có chuyện quan tham ăn của đút lót có không? Có. À, thế tại sao lại trách người thời nay? Này, thế nói như nhà chị, cái việc chống tham nhũng nó khó khăn, nó phức tạp như thế thì thôi không làm nữa. Bây giờ hỏi thật nhé, không vòng vo tam quốc, bây giờ một mình đầu có dám dẹp cái tổ tò vò hay không? Hay đầu chỉ làm thí điểm một vài trường hợp rồi im? Hả? À, chú trả lời chị đi. Ai trả lời? À, cô trả lời chị đi. Nói thế thì còn nghe được này, em nói thật với chị nhé. Riêng với em nhé, thoải mái vô tư, em không vấn đề gì cả, em sẵn sàng ngay. Thế nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn cứ phải... Việc đấy thôi rồi. Chị quên, lên đây chưa kịp thuốc nước cho hai chú, gọi là một chút. Này, 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 này. Chị đừng có mà lấy phong bì ra để mà lung lạc lòng quân tử nhá. Ai? Dạ. Giữa chốn vương triều mà ngươi dám giở trò sằng bậy, cái tội đút lót, cái tội rất nặng. Dạ đúng rồi. Nhốt chung vào mấy đám dầu khí cho ta. Đúng dạ, rồi, nhốt chung vào đám dầu khí. Dạ oan thưa thần, dạ. Dạ thần oan quá. Dạ gì đi. Dạ thưa. Trời ơi. Dạ thưa, thần biết thần làm kinh tế sẽ có ngày kết cục bi thảm như thế này. Đồng tiền nó bạc lắm. Vậy thần muốn hỏi, có những kẻ cổ phần hàng ngàn hecta đất trên triều đình, tại sao là không có tội là thế nào? Đi, 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 đi. Không được để chị nói đây. Không nói gì cả. Đi, 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 đi. Này, này, này. Nhưng mà không nuốt trôi vào chỗ đất riêng. Đâu khác có đó. Đâu khác có đó. Đi, đi. Đi, tôi đã bảo ông rồi. Tại sao ông lại cho mũ lên chầu hôm nay? Không ai thì biết làm sao được, tự dưng mũ lại phọt ra cái chuyện đất đai chứ này. Ra, 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 ra. Ôi giời ơi, đi ra. Không được, cho chị nói một câu. Không nói gì cả. Khởi bẩm mạ. Không bẩm mạ. Ai, ai, ai. Dạ. Cứ để cho người ta nói. Dạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Cho thần được nói một câu vô cùng quan trọng ạ. Người nói đi. Dạ thưa. Dạ thưa. Cho thần xin lại cái xe ạ. Ừ. Đấy. Dạ. Rồi. Cảm ơn Ngọc Hoàng. Dạ vâng ạ. Thần đi ạ. Này, này, này. Dạ. Lại gần đây ta hỏi đây. Ta vừa nghe thấy cái chuyện xì xào gì là quy hoạch gì đất của thiên đình. Dạ đâu có ạ. Đất ở trên thiên đình thì có vấn đề gì đâu ạ. Có vấn đề gì đâu. Vẫn bình thường đấy chứ ạ. À, thế có cái chuyện chia đất cát gì không? Dạ chia đất cát này thì dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ bẩm Ngọc Hoàng, đất đai thì phải hỏi người quản lý đất đai chứ ạ. À? Dạ đấy chính là táo tài nguyên và môi trường à. Vậy thì cho táo đấy vào. Dạ vâng ạ. À, tài nguyên môi trường táo vào đi. Ôi giời, dạ bẩm. Ôi giời ơi, xem nào. Dạ, táo tài nguyên môi trường có khác, đất đai rộng lắm, thoải mái mà thả diều. Thần tấu Ngọc Hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đất. Tào ơi. Gì? Ông bảo ai đứt đấy? Ông đứt đấy. Tôi còn lâu mới đứt nhá. À, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Chưa có năm nào. Dạ, các quan chức địa phương dưới hạ giới lại dính nhiều vào đất đai như năm nay. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, có cái chuyện đấy thật đấy à. Nhưng mà không đến nỗi như là ông Tào nói đâu ạ. À. Vâng, từ năm qua là thị trường nhà đất đóng băng, là do thần đã khống chế một cách tích cực cho nên giá cả rất bình ổn ạ. Dạ, tuy nhiên cũng có một vài tiếng eo xèo. Nhưng mà đấy chỉ là cái chuyện bình thường thế ạ. Thì có gì đâu vì họ lấy đất của họ, hàng nhà họ chia cho nhau à. Thế tại làm sao vụ vừa rồi một loạt các quan chức địa phương phải tập trung ngồi chung vào một chỗ, thế xong rồi chờ một ngày ba bữa người ta mang cơm đến và buồn không có cái việc gì làm ngoài việc bóc lịch. Này, này. Ông cứ nói toẹt luôn ra là đấy là đám tham nhũng đục khoét của dân. Đúng. Này, 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 cứ làm cái gì mà ông đau to búa lớn thế? Gì mà đến nỗi mà ông gọi là nhân viên của tôi là đục và khuyết. Đây mới chỉ là gọi là chạm khắc sơ sơ một tí thôi mà đã. Đấy là ta còn chưa kể đến chuyện sổ đỏ. Sao? Giấy xanh, giấy hồng. Bẩm Ngọc Hoàng là thần cũng xin nhận một phần khuyết điểm về thần ạ.
cho thần thời gian để giải quyết ạ. Và ngay sau đây thần về sẽ triệu tập ngay một cuộc họp để triển khai chỉ thị của Ngọc Hoàng đấy ạ. Dạ 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 dạ. Cái gì? Tại sao mọi người nhìn thấy tôi mà chạy toán loạn như là gà bị động kinh hết cả lượt đấy? Cái giờ hơi ạ? À? À. Này, ngươi là ai? Tên là gì? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, tên con là Chicken Run ạ. Dạ, con là chủ trang trại gà Việt dưới hạ giới ạ. Năm ngoái gà Việt của con cũng bị dính H5N1, cho nên dạ, con móm nặng quá gây hết răng rồi. Này thằng Run! Dạ. Tại sao ngươi không ở dưới chữa bệnh mà mò lên đây làm gì? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chỉ vì cái thằng răn này mà ở dưới hạ giới là toán loạn hết cả. Dạ. Dạ thần sợ con cũng gà đến nỗi như thần sợ luôn cả sang vườn A nữa. Bếp tất cả lùi ra. Để ta cho con này một phát Tamiflu. Các bác đánh nhau xong chưa để bọn em một đá đấy? Ai đánh nhau? Xuống đông xuống đỏ này, em tưởng đánh nhau. Ai, ta nghe như giọng táo thể thao ấy hả? Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng, táo thể thao xin được vào hầu. Này, trong năm qua, thể thao có rất nhiều chuyện. Nổi cộm nhất là vấn đề bóng đá đấy. Bóng đá. Đi như thế, tại sao mọi người lại cứ quay lưng lại với thể thao như thế? Ngươi phải hỏi chính ngươi. Dạ, quả thật là chuyện bóng đá đã làm cho mọi người bức xúc. Nhưng mà các môn thể thao khác của thần thành tích vẫn vượt trội đấy chứ ạ. Thôi. Ta muốn nghe ngươi nói thẳng trực tiếp vào vấn đề bán độ bóng đá đi. Mà này, từ sáng tới giờ ta nghe báo cáo nhiều quá, nhàm tai lắm rồi. Ngươi phải trình bày một kiểu gì nó là lạ, nghe cho nó lọt tai, trình bày đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, bán độ. Au! Chuyện bán độ này đã có từ lâu, nhưng chẳng qua là không ai biết tới. Đến bây giờ nó mới được phanh phui, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ các cầu thủ mà thôi, bởi vì riêng mình họ chẳng thể làm nổi nên chuyện gì. Bẩm Ngọc Hoàng, chuyện tiêu cực của các cầu thủ cũng giống như là những tảng băng nổi mà thôi. Nam Tào nói hộ tôi vài câu đi nào. Băng nổi. Thì chưa chắc đã được công nhận. Vì sao?
tiêu cực. Vì tỷ số đã được bán độ, tỷ số đã được dàn xếp. Đang báo cáo tại sao lại dừng, nếu người ngừng ta đập chết ngay. Ôi, mọi người thấy không? Mọi người thấy cách báo cáo của em hay không? Đấy nhá, đang quay lưng lại với thể thao, đang quay lưng lại với bóng đá. Thế mà em đổi kiểu báo cáo, đổi kiểu tiếp thị. Thế là yêu thể thao rồi đấy. Come on! Oh yeah! Bẩm Ngọc Hoàng và thưa cùng các cáo, các cầu thủ thi đấu trên sân có phải chịu rất là nhiều sức ép. Nào là ban huấn luyện, ban huấn luyện. Nào là huấn luyện viên, huấn luyện viên. Nào là chỉ đạo viên, chỉ đạo viên. Lại còn có cả một tổng liên đoàn, tổng liên đoàn. Tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực. Chưa kể đến một số cá nhân có ảnh hưởng vô cùng to lớn, lại kể đến một thế giới ngầm khủng bố, khủng bố tinh thần. Thử hỏi rằng đá như thế thì làm sao đá nổi, đá như thế thì làm sao đá nổi. Ok, come on. Oh yeah. Mệt quá, mệt mệt quá. Báo cáo kiểu này chắc em đi. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Từ từ. Oh yeah. Bẩm Ngọc Hoàng, chưa kể đến là một số thành phần cầm cân nảy mực cũng dính vào tiêu cực, đó chính là trọng tài, trọng tài, trọng tài. Khoan khoan khoan. Oh, ngươi nói gì? Trọng tài hả? Yeah. Cho gọi trọng tài vào đây. Cho gọi trọng tài vào đây. Dạ dạ. Dạ thần trọng tài có mặt ạ. Nhưng tao thần trọng tài có mặt ạ. Ngươi là trọng tài à? Dạ vâng ạ, thần là trọng tài ạ. Có đúng ngươi là trọng tài không? Dạ vâng, thần đúng là trọng tài ạ. Sao nó lại một nhúm thế nhỉ? Trông buồn cười nhỉ. Này trọng tài. Dạ. Ngươi là người cầm cân nảy mực, tại sao ngươi lại nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số? Như thế là thế nào? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Thôi, không phải nhiều lời. Lối đi chém đầu. Lối đi chém đầu. Chém đầu. Dạ, dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần có liên quan gì đến các trận bóng đá đâu mà lại chém đầu thần à? Ờ, có đúng ngươi là trọng tài không? Dạ vâng, thần đúng là trọng tài ạ. Này, thế nhà ngươi là trọng tài bóng chuyền à? Dạ không ạ. Hay là trông thế này chắc là trọng tài cử tạ hả? Không, dạ không ạ. Hay là trọng tài thể dục thể hình? Dạ cũng không ạ. Này, nói tóm lại, mày là thằng nào? Dạ. Dạ. Dạ, thần tên là Trọng, bố thần là Tài. Cho nên là người ta gọi thần là Trọng Tài để đỡ lẫn với mấy thằng Trọng khác ạ. À. Dạ, thần đứng ở ngoài kia, thấy gọi là trọng tài, thế là thần vào à? Thôi thôi, tao biết rồi, dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, đây là trợ lý mới của anh Thiên Lôi ạ. Kéo chọn thế. Dạ, anh Thiên Lôi anh bảo thần là mày cứ đợi ở ngoài kia, khi nào Ngọc Hoàng với các táo họp xong thì mày vào phát phong bì. Đào ơi. Hả? Anh xem trong sổ của anh còn cái tên nào, anh đặt cho em cái tên khác đi. Cái tên là trọng tài này có bữa chết oan. Ờ thôi được rồi, mày cứ về đi, tao nghĩ sau. Dạ, đi vâng. Đi về, đi về, đi về. À này, từ giờ trở đi mày sẽ tên là Trọng Tấn nghe chưa? Này táo thể thao. Dạ. Những chuyện tiêu cực đó ta sẽ bàn sau. Nhưng có một điều ta không thể hiểu nổi, tại sao có những cầu thủ trẻ
tài năng như vậy đang được mọi người mến mộ, bỗng dưng lại trở thành những kẻ tội đồ. Khải Bẩm Ngọc Hoàng, tội đồ nào đâu ạ? Khải Bẩm, ai có tội thì ta phải xử, còn ai có công thì phải khen thưởng kịp thời. Thần đang định xin Ngọc Hoàng để khen thưởng cho các cầu thủ đó. Tại sao Bán Độ mà lại được khen thưởng? Dạ Bẩm, Ngọc Hoàng thử nghĩ mà xem, nếu như việc Bán Độ của các cầu thủ mà không bị lộ ra thì làm sao chúng ta có thể biết được những chuyện tiêu cực đã có từ lâu mà vẫn trong bóng tối? Làm sao chúng ta có thể biết được bộ mặt thật của những người tự cho mình là đức cao vọng trọng nhưng kỳ thực đã toàn thân nhúng chàm? Dạ Bẩm Ngọc Hoàng, các cầu thủ trẻ của chúng ta sức đề kháng còn quá non nớt, trong khi lại phải sống trong một môi trường đầy vi trùng, thế thì làm gì mà chẳng nhiễm bệnh ạ? Ngài Bẩm Ngọc Hoàng, thần thiết nghĩ, dạ một mặt chúng ta cứ xử thật nghiêm, còn một mặt cũng cần phải được khen thưởng kịp thời. Được, được, ý kiến cũng có lý, ta bảo lưu chuyện này. Hoặc các táo? Dạ. Từ buổi trầu đến bây giờ, ta cảm thấy rất nhiều điều chướng tai gai mắt. Bây giờ, có táo nào muốn nói gì nữa không? Dạ thưa, chắc ý Ngọc Hoàng muốn chúng thần hứa phải không ạ? À? Ôi trời ơi, tưởng gì chứ, hứa thì là sở trường của thần rồi. Ngọc Hoàng ơi, hay Ngọc Hoàng để thần hát một bài lời của hứa nhá. Này, các táo, có bao giờ các táo ngẫm lại những gì mình hứa và tự hỏi xem mình đã làm được bao nhiêu chưa? Dạ Khởi Bẩm. Ôi! Ta chỉ muốn các ngươi phải thành thật nhìn nhận những khuyết điểm của mình và sửa sai một cách nghiêm túc. Ta biết trong năm qua, các ngươi làm được rất nhiều việc tốt, nhưng không kịp thời ngăn chặn thì làm sao có thể xây dựng một vương triều vững mạnh? Dạ, dạ. Chúng thần biết rồi. Ta mong sang năm Bính Tuất, các ngươi hãy cùng ta dẹp bỏ những tệ nạn để xây dựng một xã hội tốt đẹp cho muôn dân no ấm. Các ngươi có đồng lòng với ta làm việc này không? Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phạm Bằng, nghệ sĩ Quốc Khánh, nghệ sĩ Minh Vượng, nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Minh Hằng, nghệ sĩ Tử Long, nghệ sĩ Trí Trung và nghệ sĩ Văn Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã vừa mời quý vị và các bạn theo dõi một cuộc họp thật sôi động và cũng hết sức có ý nghĩa trên thiên đình. Đó là món quà đặc biệt
mà những người làm chương trình Gặp Nhau Cuối Năm trân trọng gửi tặng quý vị và các bạn nhân dịp một mùa xuân mới đang đến. Xin được thay mặt cho tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc. Xuân đã về, tiếng chúc giao thừa.